One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều chủ nhật ngày 7 tháng 1. Trong video này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những cập nhật mới nhất trong đêm qua theo giờ địa phương. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Mình đang không nói đến quân đội Nga hay Ukraine, mà là chính những người dân thường đang sinh sống trên lãnh thổ Ukraine. Đất nước hiện đang rất loạn lạc. Người dân thường chẳng biết phải làm gì. Trong đêm hôm qua, mình có thu thập được một video tại bờ Tây Ukraine. Video này được quay bởi một cô vợ trẻ tuổi. Cô với chồng và con nhỏ đã quyết định cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ở bờ Tây của Ukraine. Trong khi đang di chuyển trên chiếc xe ô tô của mình, gia đình này đã bị quân đội Ukraine chặn lại và người chồng đã ngay lập tức bị bắt cóc trước sự ngỡ ngàng của cô vợ. Người vợ bị bỏ lại với đứa con trai và con gái đâu đó ngoài đồng không mông quạnh. Cô không có bằng lái. Video này được đăng tải nhằm tìm kiếm sự trợ giúp của ai đó xung quanh. Cô chẳng biết phải làm gì trong cái tình cảnh thế này cả. Tại Odessa, giới chức Ukraine đã bắt giữ một đoàn người đang chuẩn bị vượt biên. Trên chiếc xe bus chỉ có toàn những người đàn ông trẻ. Mỗi người đã phải chi trả 5.000 đô la để có một chỗ trên chiếc xe này. Nhưng động thái trên đã bị quân đội Ukraine phát hiện và chắc chắn những thanh niên này sẽ bị gửi tới đâu đó tại Bakhmut hoặc Avdiivka. Tiếp tục với chiến dịch đào tẩu của người dân Ukraine. Có lẽ đây là một trong số các trường hợp ít ỏi ta có thể gọi là cái kết viên mãn. Một anh chàng đã liều mình bơi qua dòng sông để vượt biển đến tận Romania. Sau đó, anh chàng đã quay lại đoạn video, ăn mừng vì mình vẫn còn sống. Tiếp đó thì anh chàng này đã bị bắt gặp bởi chính quyền Romania. Anh đã được những người này cứu giúp, cho tạm vài bộ quần áo và vé tàu xe để anh hướng đến Hungary. Có thể khẳng định ý chí sống mãnh liệt đã giúp anh chàng thoát khỏi cơn ác mộng trên đất Ukraine. Cần lưu ý rằng, đây mới chỉ là tình hình trong thời điểm luật điều động quân đội mới còn chưa được thông qua. Chúng ta cùng đến với diễn biến trực tiếp trên chiến trường. Trong đêm qua, quân đội Ukraine triển khai các đợt tấn công tầm xa vào Crimea, nhưng đã bị hệ thống phòng không Nga chặn đứng hoàn toàn. Tại Kherson, trong đêm qua, chúng ta cũng nhận được thêm một số video được Ukraine đăng tải về các đòn tấn công bằng pháo HIMARS. Trong tuần qua, quân đội Ukraine liên tục triển khai các đòn tấn công nhắm vào hệ thống phòng không của Nga. Ngược lại, quân đội Nga cũng phá hủy nhiều hệ thống IRIS của Ukraine. Tại Kherson ghi nhận ít nhất 4 đòn tấn công tầm xa của Ukraine. Một vài khí tài không quân của Nga bị phá hủy, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống triển khai UAV, hệ thống radar. Quân đội Ukraine cố gắng vươn dài tầm với của mình đến Crimea, với dàn UAV được triển khai từ Mykolaiv, như mình biểu thị trên bản đồ, hoặc cũng có thể là từ Odessa. Nhưng theo như thông tin mình thu thập, thì hầu hết số UAV bay tới đã bị Nga triệt hạ. Trong khoảng thời gian gần đây có lượng hỏa lực đáng kể Ukraine đặt vào Crimea, nhưng mình tin rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mục đích của Nga cũng như là Ukraine chủ yếu là để tìm kiếm vị trí đặt hệ thống phòng không. Cả hai bên sẽ tiếp tục đáp trả nhau như thế này, khả năng là trong 2 tuần tới. Đến khi triệt hạ được phần lớn hệ thống phòng không thì đó mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu. Tình thế tiến triển ngày càng căng thẳng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi nói đến Krynky, chưa có cập nhật gì mới tại vùng đất này. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ukraine vẫn còn khả năng trấn thủ bên trong các cứ điểm, nhưng tình hình thời tiết trong một vài ngày tới chắc chắn sẽ gây ra những thiệt hại rất lớn đối với Ukraine. Thế trận sẽ lại một lần nữa xoay chuyển. Ta cùng chuyển tiếp đến vùng chiến sự nóng nhất trong thời điểm hiện tại. Mình sẽ bỏ qua Zaporizhia và bờ Nam Donetsk vì chưa có cập nhật gì mới. Và điểm nóng đó gọi tên Avdiivka. Nhiều nguồn tin cho rằng trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã triển khai làn sóng tấn công thứ 3 trên khắp lãnh thổ Avdiivka. Đầu tiên, họ thành công đâm xuyên phòng tuyến Ukraine tại Ocheretine, mở rộng tiền tuyến, tiếp cận Berdychi từ phía Bắc. Các nguồn tin cho rằng, quân đội Nga đã tiến thêm vài trăm mét tại cứ điểm Ukraine, đồng thời tiến quân xa hơn về phía Bắc, dọc theo đoạn đường dài. Quân đội Ukraine tại đây đã buộc phải rút quân. Quan trọng hơn, nguồn tin Ukraine khẳng định, quân đội Nga đã tiến vào bờ Bắc Stepove và tiếp cận phòng tuyến của kẻ địch. Nếu có được cứ điểm này thì quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút toàn bộ hoạt động ra khỏi Stepove. Trong quá khứ,
quân Nga đã nhiều lần cố gắng đánh vào Stepove, nhưng đều thất bại vì địa hình Stepove không phù hợp để trấn thủ. Giờ thì quân đội Nga đã nắm được lòng mạch, họ quyết định đánh vào các cứ điểm phía Bắc thay vì tấn công trực diện. Loạt cứ điểm phía Bắc được quân đội Nga bỏ lại sẽ đóng vai trò như là một phòng tuyến lâu dài của quân đội Nga. Đây là chìa khóa quan trọng quân đội Nga đã tìm ra để giải mã bài toán Stepove. Kéo xuống trung tâm Avdiivka, nhiều nguồn tin khẳng định tiến triển mới của Nga tại bờ đông khu định cư. Quân đội Nga đang tìm cách để tiến xa hơn xuống phía Nam và chia nơi đây ra làm hai phần lãnh thổ khác nhau. Theo các nguồn tin thì tiến triển mới có thể được biểu thị như sau. Cùng lúc đó, các nguồn tin cũng cho rằng quân đội Nga đã đem quân tiến vào quân thể nhà nghỉ ở 9Y tại trung tâm Avdiivka. Họ thành công chiếm được một cứ điểm tại đây, nhưng đó mới chỉ là những tin báo trên Telegram X, chứ chưa có bằng chứng xác thực. Chuyển tới chiến sự tại Pervomaiske, quân đội Nga chiếm thêm được một phần lãnh thổ nhỏ. Có lẽ quân đội Ukraine tại đây đã buộc phải rút quân về trung tâm khu định cư. Trong đêm hôm qua, chưa có tin tức gì mới tại Novomikhailivka và Marinka, cũng như là tại Bakhmut và Borodianka. Tại khu vực lân cận Solida, quân đội Ukraine đăng tải video về một chiếc xe quân sự Nga bị phá hủy tại bờ nam Spiene. Trên màn hình của mọi người là hình ảnh lữ đoàn tấn công núi số 10 của Ukraine nã pháo thẳng vào chiếc xe quân sự Nga đang di chuyển. Nhưng toán binh sĩ của Nga đã kịp thời xuống xe và chiếm đóng tạm thời một con hào tại đây. Có thể thấy, quân đội Nga đã tiến được một bước nữa gần hơn đến cánh rừng phía nam Spiene, nhưng họ vẫn chưa chiếm đóng được cánh rừng này. Tại cánh rừng Kremina, sau chiến dịch dọn dẹp, quân đội Nga đã tiến gần hơn tới sông Seversky. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn, mình sẽ chỉnh khu vực này thành vùng xám trong video tiếp theo. Tình hình đang thực sự rất xấu với Ukraine, đến nỗi Tổng thống Zelensky đã nói rằng sống sót năm nay có nghĩa là sống sót sau xung đột. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu buổi tối ngày 5 tháng 1, Tổng thống Zelensky nói rằng ưu tiên của nhà nước là cung cấp mọi thứ cần thiết để bảo vệ Ukraine và tồn tại trong năm này. Ông Zelensky cho biết, ưu tiên chính của nhà nước chúng tôi là không thay đổi, cung cấp mọi thứ cần thiết để bảo vệ Ukraine và cho các hành động tích cực của chúng tôi. Đạn dược, máy bay không người lái, thiết bị, nhân viên, chịu đựng được năm này có nghĩa là chống chọi được toàn bộ cuộc chiến này. Thời điểm quan trọng về nhiều mặt mang tính quyết định. Cảm ơn tất cả những người đã nhận ra điều này, ai giúp nhà nước trở nên hùng mạnh hơn và những người lính của chúng ta có thể tiêu diệt đối phương. Tổng thống Ukraine lưu ý rằng giao tranh dữ dội đang diễn ra ở Avdiivka, trên hướng Marinka, Bakhmut, Liman, Kupian và ở khu vực phía nam của mặt trận. Ông Zelensky cho biết chính quyền Ukraine đang làm mọi việc với tất cả các đối tác để đảm bảo rằng Ukraine nhận được đủ số lượng viện trợ quốc phòng trong tháng này. Ông nói, bây giờ đã có một bước hỗ trợ phòng thủ khác của Đức đối với Ukraine. Đây là tên lửa phòng không, đây là pháo cỡ nòng 155mm, cũng như những thiết bị cần thiết khác. Cảm ơn, một gói rất kịp thời. Chúng tôi đang chờ đợi những bước đi như vậy từ các đối tác khác của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ, để mùa đông này cũng như mùa đông năm ngoái, Nga không thể giành được gì cả. Thế nhưng rõ ràng, kịch bản ác mộng của Ukraine đã trở thành hiện thực khi mặt đất đóng băng vào mùa đông và viện trợ của phương Tây dành cho nước này cũng đang đóng băng. Đó là một kịch bản ác mộng mà các quan chức Ukraine và phương Tây đã lo sợ trong nhiều tháng qua. Các quan chức phương Tây đã dõi theo việc Nga tập trung các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào mùa đông, trong khi vẫn duy trì tốc độ tấn công mạnh trên tiền tuyến. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.